tụi em tên là Diệp Đức Duy, thì năm nay em được 30 tuổi ạ. Và trước đây thì em hoạt động 9 năm trong cái ngành du lịch và sự kiện. Thì do hoàn cảnh dịch Covid kéo dài và mình thấy được cái lĩnh vực du lịch sẽ phục hồi rất là chậm, mặc dù là như nhà nước chúng ta đã mở cửa rồi nhưng mà cái lượng du khách để tham dự du lịch thì vẫn chưa nhiều. Chính vì vậy là em sẽ trước khi mà em bước vào cái lĩnh vực bất động sản này á, em có ba cái sự lựa chọn em đưa ra, chắc chắn là sẽ là một cái ngành sale rồi, nhưng mà em sẽ đưa ra một ba sự lựa chọn. Thứ nhất là lĩnh vực về bảo hiểm nhân thọ, thì trước đây thì em cũng có cái kinh nghiệm trong bảo hiểm nhân thọ. Cái thứ hai là em sẽ làm sale về xe ô tô, và cái thứ ba đó là lĩnh vực bất động sản. Em đã suy nghĩ 2 ngày và em đã đưa ra một cái quyết định cuối cùng là mình sẽ làm một cái sale được gọi là sang trọng nhất, và nó có một cái doanh thu rất là khủng, có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta nếu như chúng ta có duyên và chúng ta có sự kiên trì và cố gắng. Và em đã quyết định chọn lĩnh vực sale bất động sản. Và cái ngành bất động sản, cái môi trường bất động sản thay đổi con người mình chỉnh chu hơn, và đâu đó chúng ta có nhiều kiến thức về cái thị trường được gọi là hot nhất của toàn thế giới, đó là bất động sản. Và em đã bước vào ngành này tính tới hiện tại là cũng được 4 tháng rồi ạ. Kinh nghiệm của em là rất là ít ỏi, là 4 tháng thôi. Và cái trong 4 tháng vừa rồi, đặc biệt đó là trong quý 4 của năm 2021, em chốt được một giao dịch. Có được một giao dịch, đó là một căn hộ 2 phòng ngủ của Vinhome Grand Park quận 9 ạ. Và đó là được công ty Vision Land, đó là em đang hoạt động, đánh giá rằng là một nhân viên có một cái khoảng thời gian chốt giao dịch nhanh nhất trong công ty, trong những cái bạn mới được tuyển chọn trong năm vừa rồi. Và doanh số em mang về cái căn hộ đó là 80 triệu, đó là cái thành tựu đầu tiên của em. Và với 4 tháng kinh nghiệm thì ngày hôm nay em lấy hết can đảm để em có mặt tại đây trước ban giám khảo. Mình biết rằng là mình rất là non nớt, nhưng mà em hy vọng rằng trong cái buổi hôm nay em sẽ được cọ sát nhiều hơn, và đặc biệt là em hướng tới một cái giải thưởng, đó là 1 tỷ đồng ạ. Và em sẽ cạnh tranh dựa trên những kỹ năng của em trong 9 năm du lịch em làm. Hiện tại thì công ty em cũng đang có một cái sản phẩm thêm về bất động sản nghỉ dưỡng nữa, và em nghĩ rằng bất động sản nghỉ dưỡng nó sẽ phù hợp hơn với em. Tại vì em có tìm hiểu về những cái địa danh của đất nước Việt Nam của chúng ta, vì vậy là em nghĩ em sẽ tìm đánh sâu vào những dự án và bất động sản nghỉ dưỡng. Em sẽ vận dụng cái từ gọi là bán mà không bán, tức là em sẽ nói chuyện nhiều hơn về cái điểm đó, nhiều hơn để cho du khách thấy được một cái tiềm năng, hoặc là những cái cảnh đẹp, hoặc là những cái văn hóa địa phương đó. Sau đó thì mình sẽ đề cập đến vấn đề mình bán, tức là mình sẽ không nói nhiều vấn đề bán đâu ạ. Cuộc tranh tài tỷ phú môi giới bất động sản, nơi tìm kiếm tài năng nhà môi giới thời đại mới. Phần thưởng dành cho quán quân là 1 tỷ đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn. Đăng ký ngay để trở thành tỷ phú môi giới bất động sản mùa đầu tiên